ai muốn giúp mẹ đọc tin tức nè. Con muốn. Hãy phát âm các từ bằng cách sử dụng ngữ âm. Dạ ơ, ngữ âm là gì? Nó là phát âm của các chữ cái của bảng chữ cái. Ok, wow, xem con vừa làm đó mẹ, ok. Viết từ ra, rồi sẽ đọc lên. Tất cả ngữ âm chữ cái tạo ra. A và E và B và Q. Phát âm hai ba, nhìn vào đây. Yeah. Ai giống như là iPod, James
mọi người với mình này cùng lại đây. Rock theo điệu nhạc đi, xem mình đây. Bạn ơi rock cùng ABC, thật hấp dẫn nghe nhảy lên alpha b cùng mình. Nào nào cùng nhảy lên đi. Nhảy lên đi. Wheel mọi người hãy kêu quát. A rock đôi chân. S nắp tay buông đi. T ta cũng theo nhịp. Ta ơi hát lên đi ABC. Này mọi người với tôi đây cùng hát đi. You yêu nhịp với tôi. V very này. W đây. X X chặt kia. Y Z trong túi này. G now. Chicha thật tuyệt kê bạn nhảy cùng tôi. Các bạn nhỏ bùng nổ đi. Ta này hát lên đi ABC. Này mọi người với mình này lại đây này. Ta này hát lên đi ABC. Này mọi người với mình này cùng lại đây. Mọi người ta đây, hãy đến cùng mình. Giường này đây nằm bạn và Charlie là. Hay lăn nào, hay lăn nào. Mọi người lăn lăn quay rồi một bạn rơi ra. Mọi thứ ở đây đều ổn phải không? Dạ. Giường này đây bốn bạn và Charlie là. Hay lăn nào, hay lăn nào. Mọi người lăn lăn quay rồi một bạn rơi ra. Tại sao mình lại rơi ra? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Không vui đâu. Giường này đây ba bạn và Charlie là. Hay lăn nào, hay lăn nào. Mọi người lăn lăn quay rồi một bạn rơi ra. Mẹ có phải trông chừng tất cả các con không? Giường này đây hai bạn và Charlie là. Hay lăn nào, hay lăn nào. Mọi người lăn lăn quay rồi một bạn rơi ra. Giờ tất cả những gì ồn ào này là gì? Các con trở lại giường. Đó là Charlie, anh ấy là một con heo trên giường. Ngay bây giờ, con đi đi. Giường này đây nằm băng và Ruby là. Hãy lăn nào, hãy lăn nào. Mọi người lăn lăn quay rồi Charlie rơi ra. Nè, chờ một chút. Mình không được phép rơi ra ngoài. Nè, tôi nào các bạn, ấy cho mình vào. Mình tìm thấy những gì nè. Một con nhện. Cậu ấy không tiện sao? Thật sự thì không. Xì quyền xì nhện đó, chú ta kì leo lên vòi. Và rồi mưa đến cuốn trôi nhìn ta xuống vòi. Mặt trời sôi sang hồng khô từng cơn mưa rào. Và xì quyền xì đây, chú ta lại leo lên vòi. Con chủ. Này ông nhện, muốn ăn những con bò xấu xí không? Quá không. Easy weasy chú đó bập bênh liền leo chú ta.
Charlie ngã xuống và nhấn ngã xuống sang kia. Thật là tội ghê đi, đừng liền lên chú ta. Và Easy Weasy đây chú, leo vòng quay đó kia. Anh chàng nhỏ bé đó đã có rất nhiều năng lượng. Yeah, anh ấy chắc chắn có. Mình cảm thấy mệt mỏi khi chỉ nhìn anh ấy. Easy Weasy chú đó, chú leo thể dục trong rừng. Và rồi mới đến chú nhẹn ta bơi đi ngay. Mặt trời soi sáng hồng khô từng cơn mưa rào. Và Easy Weasy đây chú ta lại leo trong rừng. Wow, nhìn anh ấy đi. Easy Weasy bé nhỏ, mình muốn một chú nhện cưng cõi hơi dễ thương. Easy Weasy đó chú ta kìa leo lên vòi. Và rồi mưa đen cuốn trôi nhện ta xuống vòi. Mặt trời soi sáng hồng khô từng cơn mưa rào. Và Easy Weasy đây chú ta lại leo lên vòi. Easy Weasy đây chú ta lại leo lên vòi. Này, bố chân dài, muốn kết bạn không? Mình nghĩ rằng mình đang vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Mình sẽ nướng một ít bánh cho mẹ và ba. Có ai giúp mình không? Mình. Chúng ta hãy cho chuối vào đó. Charlie, tất cả mọi thứ với bạn là chuối. Chúng ta có thể thêm một ít đậu phộng. Mình thích đậu phộng. Làm chiếc bánh là thờ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bán nướng cho thật nhanh. Thêm một ít chuối, đậu phộng đi. Làm dâu quay chứ em đây. Xong đặt nó vô trong lò này. Wow, là báu vật. Cảm ơn. Mình yêu bánh chuối. Mình cũng vậy. Được rồi Charlie, bây giờ hãy xem mình làm bánh đậu phộng. Làm chiếc bánh là thứ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bán nướng cho thật nhanh. Nhồi bánh thật là ngon và làm dấu bi này đây. Xong đặt nó vô lò của ba này, cho nó xem này. Tuyệt. Mang hô đậu phộng, mình yêu đậu phộng. Nhưng chiếc bánh này dành cho ba John. Chà, nếu một chút sẽ không hại ai mà, phải không? Chúng ta đang tạo ra một mớ hỗn độn tuyệt đẹp. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bán nướng cho thật nhanh. Làm nó với bánh đen. Quả chuối dành cho tôi. Những chiếc bánh này không dành cho Charlie. Các bạn đồng ý không? Đậu. Ngon lắm. Mình phải ăn hết món này một mình. Nè, còn mình thì sao? Một cái bánh thôi, dành cho mình. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Chiếc bánh nướng này bạn nướng cho thật nhanh. Làm cho nó thật đẹp xinh. Thế rồi ta thái bóng đi. Mang chúng nó cho ba mẹ chúng ta. Bạn nhìn thấy không? Wow, em có nhìn vào điều đó không? Những chiếc bánh lạ mắt đó. Ôi trời, em nóng lòng muốn thử chúng. Chúng còn thậm chí còn cho chuối vào bánh và cả đậu phộng nữa. Làm chiếc bánh là thơ bánh, bánh ta ăn. Nướng chiếc bánh này mẹ với ba ơi. Giờ cắt nó và nếm thôi. Và một, hai, ba. Chiếc bánh đây chúng ta là để dành phần tôi. Ôi Charlie. Bây giờ ai sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn này? Chúng tôi đang cố gắng học bảng chữ cái của bé. Bạn có thể giúp chúng tôi không? Chắc rồi, tôi là một chuyên gia về bảng chữ cái. Bạn hả? Nghe nè. A, B, C, D, E, F, G. E, F, G. E, F, G. Bạn ơi hãy nghe lặp lại theo tôi. Đừng gian thôi mà.
nghe cẩn thận những gì tiếp theo. O B Q R S T U S T U S T U O B Q R S T U. Làm được rồi. Yahoo! O P Q R S T U. Giỏi. Vậy bạn nghĩ tiếp theo là gì? Có thể bắt đầu với âm thanh V. Ý bạn là V. Phải, giỏi lắm. V, W, S, Y, G. Y và G. Y và G. V, W, S, Y, G. Kết thúc chữ cái rồi. Nhưng chuối thậm chí còn tuyệt hơn. Ồ, Charlie. Mèo. Mèo.